siêu em mãi và bên em mãi có tao không anh. Nếu như anh phải đi xa em và rồi ngày đó em sẽ như thế nào? Có thể chăng con tim em sẽ như ngừng đập và nước mắt em không thể ngừng rơi? Lời anh nói bên em mãi mãi có chăng là giấc mơ? Vì em biết sẽ có một ngày đôi ta mỗi người một thế giới. Không, anh đừng đi, anh đừng đi xa em mãi nhé. Yeah, em phải làm sao khi em nhớ anh, khi em muốn ôm anh, và phải làm sao khi em muốn nghe tiếng nói anh yêu từng ngày. Cuộc sống em như bầu trời thiếu vắng bóng mây. Có những thói quen không dễ dàng để có thể quên đi được, và cũng có những yêu thương không thể nào dễ dàng xóa bỏ được. Vậy thì hai từ mãi mãi anh đã từng nói với em sẽ như thế nào nếu như anh không còn ở bên cạnh em nữa? Nếu như anh phải đi xa em và rồi ngày đó anh biết em sẽ rất buồn, nhưng em biết không, anh chỉ xa em một thời gian ngắn thôi, và hạnh phúc sẽ lại đến bên ta. Lời anh nói bên em mãi mãi sẽ không là giấc mơ, vì anh biết sẽ có một ngày hai ta cùng chung một thế giới. Anh phải đi, anh phải đi xa em mất rồi. Anh phải làm sao khi anh cũng nhớ em, cũng muốn ôm em thật chặt. Dù xa anh nhưng em hãy nhớ con tim anh luôn bên em, và một ngày bầu trời sẽ lại gặp mây. Giờ đây anh và em đã được ở cạnh bên nhau. Hãy từ mãi mãi mà anh đã từng nói với em không chỉ là một giấc mơ. Lúc này thì anh đã có thể nắm chặt tay em và có em mãi mãi. Cùng em cũng đã được gặp anh trên thiên đường rồi. Suốt ngày xem bao cái chuyện vớ vẩn.